Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày Quý Sửu, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý. Ngày này là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, tang đổ mộc, ngày Quý Sửu, tức chi khắc can, có nghĩa là thổ khắc với thủy, ngày hôm nay không được tốt các bạn nhé. Về nạp âm, tang đồ mộc, kỵ tuổi, đinh mùi, tân mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, quý dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày sửu, lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu, thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi nữa các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Ất Mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, bính Dần, canh ngọ và canh tí nhé. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Minh Đường, hoàng đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực đinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Trong ngày cũng có các sao xấu, như là sao Thủ Tử, xấu mọi việc, sao Ngũ Quỷ, kỵ cái việc xuất hành, và ngày này là ngày sát chủ, xấu mọi việc các bạn nhé. Về ngày kỷ, ngày 7 tháng 9 năm 2020, tức là ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỷ, trăm sự đều kỷ. Vì vậy, các bạn trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại, bất kể là đối với tuổi nào nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày ngũ hành Tý Sửu nhị hợp, cho nên dường như ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn đang cố gắng bằng mọi cách để đem lại cái niềm vui, sự hài lòng cho ai đó. Tuy nhiên, sự thật là chính bản thân của bạn tuổi Tý không thể làm thỏa mãn tất cả mọi người được, bởi vì trong đó sẽ có một người không hài lòng với bạn. Trong ngày thứ hai này, có nhiều người kêu ca vì cái khó khăn trong cái việc liên quan tới tiền bạc trong thời gian này. Tuy nhiên, riêng đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang có được thiên tài trợ mệnh, chia chở cho bạn. Cho nên bạn vẫn cảm thấy cái cuộc sống này khá chi là thoải mái, không phải nghĩ nhiều tới cái vấn đề về tiền bạc. Thậm chí đối với một số người, đây còn là giai đoạn tốt để thu được tiền bạc lợi nhuận cao về cho mình bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn mệnh tuổi Tý, đối với những nhà có thai phụ thì nên chú ý, không nên dịch chuyển cái vị trí đồ đạc, tiến hành những cái công việc liên quan tới sửa chữa, đục đẽo, bởi làm như vậy sẽ có thể ảnh hưởng động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa. Trong ngày thứ hai này đối với bản mệnh tuổi Tý,
bạn cũng nên kỵ cái việc xuất hành đi xa, ký kết hợp đồng hay là thực hiện những cái công việc quan trọng, bởi ngày này bạn đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thủ Tử, sao Ngũ Quỷ, và đặc biệt ngày này là ngày sát chủ, bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, bạn nên tránh những cái công việc trọng đại ra nhé. Và theo Khổng Minh nhá, ngày này cũng là ngày xấu, kim thổ kỵ cái việc ra đi xuất hành thì nhỡ tàu xe, cầu tài lộc thì không được thuận lợi, trên đường đi thì có điểm mất của, điểm báo xấu, cãi cọ, va chạm và tai nạn nữa đó bạn, tuổi Sửu, tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, bạn hãy đề ra cái mục tiêu cao hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, đừng gây thù oán với ai. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, đừng chờ đợi ai đó. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, mối quan hệ hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, nên học hỏi nhiều hơn đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Sửu thứ hai, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Sửu khả năng thích ứng của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm, nhất là khi mọi cái tình huống diễn ra cứ xoay chuyển liên tục của bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, với nửa sau của ngày sẽ hứa hẹn là những cái phút giây chậm rãi hơn cho bạn tuổi Sửu. Bạn có được cái cơ hội để hoàn tất nốt những cái công việc đang còn dang dở trước khi có một buổi tối thư giãn cho mình bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày thứ hai này đối với bạn mệnh tuổi Sửu, thổ khí vượng, đây chính là lúc bạn nên học cách quan tâm chăm sóc sức khỏe cho mình đúng cách. Bạn đừng có vội vàng nghe theo ai đó bảo gì dùng nấy, dùng thuốc nào cũng tùy cái cơ địa từng người họa hợp, chứ bạn chưa chắc đã hợp đâu đó bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn mệnh tuổi Sửu, bạn không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại, bởi ngày này bạn đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thủ Tử, Ngũ Quỷ, đặc biệt là ngày này là ngày sát chủ. Theo quan niệm nhân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng, làm những cái công việc trọng đại cần phải tránh bạn tuổi Sửu nhé. Và theo Khổng Minh, hôm nay cũng là ngày xấu, kim thổ kỵ cái việc xuất hành ra đi thì nhỡ tàu xe, cầu tài lộc thì không được, trên đường có điểm báo mất của, hao tiền, cãi quả, va chạm nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, bạn thử thói quen mới. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, hạn chế nói nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tránh đánh giá chủ quan. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt trắng đen đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ hai, ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang có được chính quan hỗ trợ cho bạn rất chi là nhiều. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy luôn luôn là người làm tốt cái công việc của mình và bảo vệ sự thật. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay là đừng có tin tưởng vội vàng vào những người mà bạn chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên, bởi họ có thể đang có những cái động cơ ẩn giấu trong đó đó nhé.
Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi Dần lúc này đang xảy ra một số việc không như ý. Và bạn tuổi Dần, bạn nên tránh việc bị người ngoài tác động nữa đó. Bạn tuổi Dần, bạn cũng nên nhớ rằng chỉ mình bạn mới thực sự là người trong cuộc và hiểu đối phương là người như thế nào nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, ngày này không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng hay là làm những cái công việc trọng đại với bạn. Bởi ngày này với bạn tuổi Dần, bạn đang chịu tác động của các sao xấu như là sao Thủ Tử, sao Ngũ Quỷ, và đặc biệt ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy bạn tuổi Dần không nên tiến hành những cái công việc trọng đại như là cưới hỏi, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay nhé. Và theo khẩu minh, ngày này cũng là ngày xấu, kim thổ, kỵ cái việc xuất hành đi xa, ra đi thì nhỡ tàu xia, cầu tài lộc thì không được, trên đường đi thì mất của, điểm báo xấu, cãi quạ, va chạm, tai nạn có thể xảy ra nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, công việc có bước tiến. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, bạn hãy nói chuyện rõ ràng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, thường xuyên lo lắng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, công việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn gieo suy nghĩ tích cực đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái sự khéo léo, khôn ngoan và tốt bụng là những phẩm chất tốt đẹp của bạn tuổi Mão cần có trong ngày hôm nay, nhất là khi bạn rơi vào những cái tình huống khá chi là nhạy cảm do thiên quan gây ra với bạn, đòi hỏi bạn tuổi Mão phải khéo léo trong ứng xử. Ngoài ra, bạn cũng không nên đưa ra những cái kết luận vội vàng thiếu bằng chứng về người khác bạn tuổi Mão nhé. Ngũ hành tương khắc ảnh hưởng tới cái tình hình tài chính của bạn mệnh tuổi Mão trong cái ngày này. Và bạn tuổi Mão, bạn cũng nên nhớ rằng tháng này là tháng cô hồn, bạn nên hạn chế trong cái việc chi tiêu sẽ tốt hơn cho cái nguồn tài lộc của mình. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn không nên trị bệnh ở tỳ, vì vậy bạn nên tránh tác động châm chích vào cái vị trí này nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Mão là ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian. Ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, bạn không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhé. Bên cạnh đó, trong ngày này, bạn tuổi Mão cũng đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thủ Tử, đặc biệt là sao Ngũ Quỷ, kỵ cái việc xuất hành đó. Và theo khẩu minh, ngày này cũng là ngày xấu, kim thổ, kỵ cái việc xuất hành, ra đi thì nhỡ tàu xe, cầu tài lộc thì không được, trên đường đi có điểm mất của, điểm báo xấu, tai nạn, va chạm, cãi cọ nữa đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn không nên ai mời cũng đi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cân nhắc cái việc chọn bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tránh xa thị phi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn chọn lựa, mời lời nói ra. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, để cái tôi lấn át quá độ. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần.
tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang chịu tác động xấu của ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi gây ra. Vì vậy bạn tuổi Thìn, bạn trong ngày này không tìm được tiếng nói chung với người vốn rất gần gũi và gắn bó với bạn trong cuộc sống luận. Bạn tuổi Thìn dường như cả hai phía không hiểu được nhau và gây nên những cái sự mâu thuẫn. Bạn hãy cho cả bạn và người ấy cái thời gian để nhìn nhận lại vấn đề và cùng nhau thảo luận khi cả hai đã bình tĩnh hơn bạn tuổi Thìn nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn đang có cái cảm giác bực bối, khó chịu ở trong người. Đôi khi bạn phải làm những cái việc mà bản thân bạn không muốn một chút nào. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn, cái việc tuân thủ kỷ luật và học cách hy sinh một chút cũng là cách để cho bạn tiến xa hơn trong cái vận trình sự nghiệp của mình về sau này nhé. Và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này tác động tiêu cực từ cái phần nào sức khỏe của bản mệnh. Hôm nay bạn tuổi Thìn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, nhất là khi về nhà thì nên để công gác cái công việc lại sang một bên bạn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thìn cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng, bởi ngày này bạn đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thủ Tử, sao Ngũ Quỷ, đặc biệt ngày này là ngày sát chủ trong sự đều kỵ. Vì vậy mà bạn tuổi Thìn trong cái ngày này không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhé. Và theo khổng minh, ngày này cũng là ngày xấu. Kim thổ kỵ cái việc xuất hành đi xa. Đi xa thì bị nhỡ tàu xe, cầu tài lộc thì không được. Trên đường đi có điểm báo mất của tai nạn, va chạm, cãi cọ nữa đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, đợi chờ trong vô vọng. Tử vi tuổi Bính Tỵ Thìn thuộc thổ, tránh nói xấu. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, công việc không thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn cần nỗ lực nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn không nên nói chuyện người lạ. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có may mắn tam hợp xuất hiện, mang lại cho bạn tuổi Tỵ nhiều cái niềm vui, hy vọng mới, đặc biệt là đối với những bạn còn độc thân nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn tin rằng sẽ có những người tốt xuất hiện và mang lại cho bạn tình yêu và niềm vui trong cuộc sống đó. Ngày này, đối với những cặp đôi thì cũng có tin vui trong cái thời điểm này nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tỵ, bạn đang có được chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Tỵ có được cái sự háo hức khi vạch ra một cái mục tiêu mới trong công việc. Có thể bạn tuổi Tỵ có rơi vào cái trạng thái hoài nghi vào cái năng lực của chính bản thân mình và bạn tự hỏi liệu bản thân có thể đạt được cái đích đó hay là không. Nhưng bạn hãy gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi và tự tin vào bản thân mình hơn nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Đơn giản chỉ là gạt bỏ những cái ưu tư đó, làm tốt những cái công việc mà mình đang có. Việc đặt câu hỏi cho bản thân chỉ khiến cho bạn tự tạo ra những cái giới hạn cho chính mình mà thôi đó. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn không nên xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng trong ngày hay là làm những cái công việc trọng đại nhé. Bởi ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trong sự đều kỵ đó.
Trong ngày bạn cũng đang chịu tác động của những sao xấu như là sao Thủ Tử, sao Ngũ Quỷ rất kỵ cho cái việc xuất hành. Và theo quan niệm của Khổng Minh, ngày này cũng là ngày xấu, kỵ cái việc xuất hành đi xa. Đi xa thì nhỡ tàu xe, cầu tài lộc thì không được, trên đường đi mất của hao tài, có điểm báo xấu, cãi quả, va chạm và tai nạn đó bạn tuổi Tỵ nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tìm kiếm sự chân thành. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, có người hỗ trợ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tình cảm như ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, không nghi ngờ lo lắng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, lựa chọn sự độc lập. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ do tương hại gây ra, cho nên bạn tuổi Ngọ nhận ra có người đang cố tình cạnh tranh với bạn, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ để có thể tiến xa hơn bạn. Tuy nhiên, bạn tuổi Ngọ, bạn đừng để cái điều đó làm ảnh hưởng đến mình. Hơn ai hết, bạn hiểu cái giá trị của mình và có thể làm cái công việc tốt nhất mà mình muốn, thay vì phải chịu bất cứ cái sự tác động nào bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, thiên ấn chiếu mệnh mang lại cho bạn tuổi Ngọ một ngày bận rộn nhưng rất vui và thú vị. Cuối ngày này với bạn tuổi Ngọ sẽ có cảm thấy rất chi là hạnh phúc rằng mình đã làm việc hiệu quả, sự tự tin cũng sẽ giúp cho bạn có được sức mạnh để có được những cái kết quả ấn tượng mà bạn mong muốn nữa rồi đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại cái mối quan hệ cho bạn tuổi Ngọ có được cái sự hài hòa. Bạn với người thân trong gia đình, nhất là cái chuyện tình cảm của bạn lúc này cũng đã có những cái diễn biến tích cực hơn trước đây rất chi là nhiều bạn tuổi Ngọ nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, kiêng kỵ cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng trong ngày, bởi bạn đang có cái tác động của những sao xấu như là sao Thủ Tử, đặc biệt là sao Ngũ Quỷ rất xấu cho cái việc xuất hành. Và ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày bách kỵ theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày xấu. Và theo Khổng Minh, ngày này cũng là ngày xấu, kiêng kỵ cái việc xuất hành, đi xa thì nhỡ tàu xe, cầu tài lộc thì không được, trên đường đi có điểm mất của hao tài bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, nỗ lực được ghi nhận. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, bạn chớ vội tin người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, học được điều mới. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn may mắn nối tiếp. Đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên trong cái ngày Sửu này đối với bạn tuổi Mùi, bạn dễ bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Một phần là do bạn thiếu đi cái sự tự tin nên mới rơi vào cái tình huống khó xử như vậy đó. Và bạn tuổi Mùi, bạn nên hiểu rằng đầu tư vào bản thân mới là cách cải thiện cho cái cuộc sống của mình được hiệu quả nhất. Và chỉ khi có kiến thức và sự hiểu biết, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất chi là nhiều nhé.
Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Mùi có những cái vấn đề mà bạn tuổi Mùi đang vướng phải sẽ không tự nó giải quyết được. Vì thế mà bạn cần phải nỗ lực sắn tay áo lên để hành động. Trên thực tế, chúng không quá mức phức tạp và vốn nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu bạn tuổi Mùi nhé. Còn thứ mà bạn đang cảm nhận chỉ là cái sự yên ổn tạm thời mà thôi, không phải là cái đích cuối cùng với bạn đâu. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt, sức khỏe ảnh hưởng tới tâm tính của bạn khá chi là nhiều. Và bạn tuổi Mùi, bạn nên đi ngủ sớm sẽ tốt hơn, tránh lùa cái việc bao đồng lại càng thêm mệt mỏi. Và bạn cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ hợp lý để bổ sung thêm sức khỏe cho mình, đảm bảo được cái công việc hiện tại bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi, kiên cự cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng, kiên cự cái việc trọng đại nữa, bởi ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ trong sự đèo kỵ. Và theo khổng minh, ngày này cũng là ngày xấu, kỵ cái việc xuất hành đi xa thì nhỡ tàu xia cầu tài lộc thì không tốt, trên đường đi có điểm báo mất của hao tài. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, nhiều người không đáng tin. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, chớ hy vọng quá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, nỗ lực hơn trong từng việc nhỏ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, có những vấn đề tranh cãi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, không có tin vui về tình cảm nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thân thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thương quan chiếu mệnh, cho nên tinh thần của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay có chút bi quan. Và bạn tuổi Thân đó, những cái suy nghĩ yếm thế sẽ ngăn cản bạn tiến tới nắm bắt những cái kế hoạch, những cái dự án quan trọng. Không ai ngoài chính bản thân của bạn cứu lấy chính mình bạn tuổi Thân nhé. Trong những cái tình huống này, thay chỉ vì nghĩ về cái vấn đề thất bại, bạn hãy tự động viên mình và nghĩ về những cái thành quả mà bạn đã từng đạt được để lấy thêm cái động lực và quyết tâm tự tin hơn cho mình bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, nhân thần nằm ở thắt lưng, trong khớp cổ chân và mu bàn chân, bạn nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân không xuất hành cho cái việc đi xa, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc. Nếu như có việc không thể không xuất hành đi xa thì bạn nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Và theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày sát chủ bách kỵ trong sự đèo kỵ, vì vậy bạn không nên tiến hành những cái công việc trọng đại trong ngày nhé. Ngày này theo khẩu minh cũng là ngày xấu, kiêng kỵ cái việc xuất hành đi xa thì nhỡ tàu xia cầu tài lộc không được, trên đường đi có điểm báo mất của hao tài luôn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn nhớ xem trọng sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, hãy sống tích cực hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, không cố làm hài lòng mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, có những thứ cần thay đổi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn luôn lắng về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần.
Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu, cho nên trong cái ngày Sửu này đối với bạn tuổi Dậu, bạn có phần đang đi đúng hướng trong cái chuyện tình cảm của mình. Đặc biệt đối với những ai quan độc thân, bạn có cái tình cảm sâu sắc với người đó thì nên bày tỏ cái cơ hội này thành công rất cao với bạn đó. Với bạn tuổi Dậu trong cái ngày thứ hai này đang có sự tác động của thực thần chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Dậu thích lấy lòng người khác hơn, bạn sẽ có ưu tiên cái giải quyết được những cái vấn đề rắc rối của mọi người xung quanh thay vì bản thân mình của bạn tuổi Dậu nhé. Tuy nhiên ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, một việc gì đó sẽ diễn ra và khiến cho bạn nhận ra rằng bạn cần phải thay đổi cái cách tiếp cận cũng như là thay đổi cái cách xử lý công việc bạn tuổi Dậu nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, thổ kim tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn mệnh lúc này khá chi là tốt. Những người đang ốm cũng có dấu hiệu tích cực hồi phục rõ rệt. Bạn đừng quên cái việc tập luyện thường xuyên để tăng sức khỏe cho mình. Không cần phải tập quá nhiều. Cái quan trọng là bạn phải giữ mọi thứ điều độ là được bạn tuổi Dậu nhé. Nhưng trong cái ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Dậu lại không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng cầu tài lộc, bởi trong ngày đang xuất hiện của các sao xấu tác động như là sao Thủ Tử, đặc biệt là sao Ngũ Quỷ rất kỵ cái việc xuất hành đó nhá. Ngày này theo Khẩu Minh cũng là ngày xấu, kiêng kỵ cái việc xuất hành đi ra thì nhỡ tàu xia cầu tài lộc không được, trên đường đi có điểm mất của hao tài cãi quạ va chạm. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, bạn đừng để tiền bạc chi phối mọi thứ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, hãy yêu lấy chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, đừng làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tìm cách học hỏi nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, nhiều cái vấn đề thuận lợi với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang chịu tác động của ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên trong cái ngày Sửu này với bạn tuổi Tuất, bạn đang bị ai đó lạm dụng chức quyền để gây ảnh hưởng tới cái vận trình của bạn đó nhá. Người ta chỉ có thể như thế khi bạn đã cho phép họ xem thường bạn. Có thể đó là cái động lực để cho bạn muốn theo đuổi những cái điều mà bạn đang ấp ủ mấy lâu nay nữa. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, kiếp tài chiếu mệnh, nếu như bạn tuổi Tuất bạn thấy rằng không đáng để rút tiền ra đưa cho một ai đó thì tốt nhất là đừng có làm như vậy. Có thể bạn sẽ cần đến một cái lý do chính đáng để nói với đối phương, tuy nhiên trực giác nên ưu tiên số 1 ở cái thời điểm này với bạn, nếu không bạn sẽ phải hối tiếc về sau đó đó bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý này, với bạn tuổi Tuất đang là ngày có thổ khí vượng, nhắc nhở cho bạn không nên làm việc quá sức. Bạn nên sắp xếp công việc hoàn thành trọn vẹn trong một ngày để có được buổi tối hoàn hảo, nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất, cái việc xuất hành, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc không thuận lợi, nếu như có việc quan trọng không thể bỏ được, bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Tuy nhiên, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian thuộc bách kỷ, bạn cũng không nên tiến hành những cái công việc trọng đại nhé. Và theo Khẩu Minh, ngày này cũng là ngày xấu, kiêng kỵ cái việc xuất hành đi xa, ra đi thì nhỡ tàu xia, cầu tài lộc không được, trên đường đi có điểm báo mất của hao tài,
và cũng có cái điểm báo cãi cọ, va chạm, tai nạn xảy ra để đối bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, bạn quá chủ quan. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, chú ý tránh sai sót. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, có người gây hại. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn đừng cả tin. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn không nên trịnh thượng luận. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi đang có được tam hội cục chia chở, cho nên không chỉ mang lại cho bạn tuổi Hợi cái mối quan hệ tốt đẹp mà còn giúp cho bạn nhận ra có người đang tác động tích cực lên bạn. Và bạn tuổi Hợi trong cái ngày này hứa hẹn đó là hình mẫu lý tưởng mà bạn muốn vươn lên để trong tương lai của mình được tốt đẹp hơn nhé. Chính quan chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi Hợi trong cái ngày thứ hai này khá chi là kiên quyết và hết mình với mọi người. Không những thế mà bạn còn được cấp trên công nhận khi luôn là một con người đầy động lực, đầy nội lực và quyết tâm trong công việc. Bạn luôn được đánh giá cao vì cái tinh thần này ở bạn. Tuy nhiên trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, thổ thủy xung khắc, cái điều này cho thấy bạn đang gặp cái vấn đề liên quan tới tiền bạc của mình. Vì thế bạn đừng có chủ quan hay là cố tình lờ đi nó bạn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Hợi, nếu là cái món nợ thì bạn nên tìm cách xử lý càng sớm càng tốt để tránh mất uy tín với mình. Trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi là ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý, bạn không nên xuất hành đi xa, kiêng kỵ cái việc ký kết hợp đồng hay là cầu tài lộc làm cái việc quan trọng trong ngày nhé. Nếu như có việc không thể tránh được phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này là ngày sát chủ và theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, vì vậy bạn không nên tiến hành những cái công việc trọng đại. Và theo khổng minh, ngày 20 tháng 7 năm Canh Tý này cũng là ngày rất chi là xấu, cái việc xuất hành đi xa thì nên hoãn lại, ra đi thì nhờ tàu xe, cầu tài lộc thì không đường không được, trên đường đi thì có điểm báo mất của, hao tiền, hao tài, điểm báo cãi cọ, va chạm và tai nạn có thể xảy ra đối bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, bạn đừng mong cầu quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, có những việc cần phải im lặng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, nuôi sức mạnh từ bên trong. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, có điểm báo không lành. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, xuất sắc trong công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.